Rồi mấy chị nhìn cái van này, cái van này có gì đặc biệt? Mấy chị thấy cái tai van ở trên này nè, cái tai van này mấy chị thấy rõ ràng là extrude chị làm được, đúng không các anh chị? Làm được không? Cái gì cái đó tôi nói, cái ti van này làm được không? Extrusion chắc chắn làm được, nó dễ biên dạng dưới này nè. Extrude là những cái chuyện đó tôi không quan tâm lắm. Ở dưới này cũng vậy, cái thân van đây là ví dụ cái thân van này, ví dụ cho tôi bấm ở đây tôi edit extrusion, chuyện đó tôi extrude ra, tôi ràng buộc cái thông số toàn bộ cái đó. À, như mấy chị thấy đây nè, thí dụ trong trường hợp này tôi có một cái giống như này, tôi lấy chỗ này đi. À, tôi có cái file này tôi bung lại cho anh chị coi nha. Đây là cái thư kiện này, tôi bung lại ra cho anh chị coi, bung vô Revit library, Revit đâu rồi? Nó có những cái file mà nó gán thông số toàn bộ, mấy chị hiểu không? Nó gán toàn bộ thông số đó, anh chị cần sửa thông số nó ra một cái đối tượng khác, cái kiểu làm nó là như vậy đó. Một cái bơm sửa thông số nó ra, đây là cái cửa đủ các kiểu luôn. Lâu cái cách làm của nó là gì, để coi nó bung vô đâu. À, quay từ đây đi. Bây giờ tôi làm cái này nè, mấy chị lưu ý nè, tôi gán connector, anh chị thấy nó đi từ đây đây không? Cái connector này nó xác định thông số làm sao đó, cái này cái van này đi hai chiều, hệ số tổng tất áp suất chỗ này tính theo một cái bảng hệ số k, cái bơm này cái van này được gắn vô bất cứ hệ thống nào cũng được, được không? Lưu lượng là tôi không biết, nhưng cái mà tôi cần là cái này, cái thông số chỗ này nè, cái connector này nè, khi mà tôi gắn cái ống nó sẽ lớn lên lớn nhỏ lên cái nào đó. Bây giờ tôi mới ra ngoài tôi làm cho nó ok, tôi đi cho nó một cái family, tôi gọi nó là đơn giản nhất là tôi gọi là mechanical component, tôi chẳng biết nó thuộc về cái gì, mechanical component. Rồi mechanical component đây, mechanical mechanical equipment. Rồi trước khi mà tôi làm nó, tôi phải bấm vô đây và tôi chọn, tôi mới nói vậy nè, family and type, xin lỗi, đây nè, trên tôi nói nè, cái này, cái mà tôi sắp sửa làm á, nó là một cái pipe fitting, nó pipe accessory. Cái đó không phải lúc nào luôn luôn đứng. Cái thứ hai nữa, nó là một cái bạc, nó không phải là một cái bạc bình thường, nó là attack into hay break into. Tức là ví dụ tôi làm một cái attack into, giả sử anh có cái quạt, cái hộp, cái ổ cắm này hay cái gì đó, vân vân, attack into nghĩa là anh đưa vô cái bề mặt đó nó sẽ dính vô đó, hiểu không? Break into tức là nó tự động, nó sẽ nó break tức là nó đi thẳng, nó thâm nhập vào đó luôn. Nhưng trong trường hợp này tôi mới nói nè, đây là một cái van, nó là một cái van, nhưng mà van đó là break into. Cái van đó tôi thả vô đường ống là nó không có đứng lên đó, nó không đứng cái bên, nó đứng lên cái bề mặt đó của cái ống hay cái gì đó, vân vân, tùy theo cái đó. Ví dụ cái tủ điện của anh đó, là lúc đó nó là gì, nó có thể là một cái gọi là, nó có gọi là attack thôi, nó không break into vào cái tường đó được, đúng không? À, nó đứng lên đó thôi. Như còn cái van của tôi á, là cái van này là tôi thả vô đường ống là nó ngắt luôn, nó ngắt cái đường ống đó, nó thẳng nằm vô đó luôn. Cho nên ở đây tôi để là break into. Cho mấy chị coi nè, tôi tạo một cái replan, tôi dạng replan, cái cách rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Cái van này dài nhiêu không biết. Rồi, tôi làm cái đó, kéo này gần gần lại, mấy chị coi tôi làm nha, cái tiến trình làm. Tôi nói ơi, bây giờ tôi cho anh một cái kích thước từ đây đến đây đến đây, thì mấy chị biết rồi, cái chỗ này nó là đổ sinh. Vậy là cho tiếp một cái biến từ đây đến đây, tôi đặt tên nó là chiều dài của cái van, cái biến đó, biến chuyện này vào đúng không, biến gán biến không, đó là L. Anh chị biết chuyện gán thông số gì đúng không, biết phải không? Sau khi mà làm cái đó xong, anh chị mới xét cuộc lên lên cái mặt này, mà anh chị nhìn từ bên trái nhìn qua đúng không, giả sử vậy. Tôi mới đi vẽ cho nó một cái extrusion, chuyện này ai cũng biết, vẽ một cái hình tròn kéo ra, cái van đó bao nhiêu, đó lớn nhỏ thì tôi không biết. Tôi lấy cái van này như vậy, tôi mới cho nó kích thước, kích thước bán kính là đây, cái kích thước bán kính đó tôi đặt tên là R. Cái đó là R được không?
và tôi finish. Lúc mà tôi nhìn xuống mặt bằng, tôi thấy cái này này nó nằm ở đây, bán kính R tôi có rồi, tôi align này vô đây. Nhiệm vụ của tôi là tôi xác định là R bằng mấy lần của L, được không? Chuyện này biết L bằng L chia cho 5, 6 gì đó. Hai này có quan hệ chưa? Xong. Anh chị muốn làm hai cái bích hai bên được không? Dễ thêm cho nó một cái nữa. Dễ rep plan. Anh chị thấy là nó dựng, cho nên là tôi đây là cái bích này bây giờ anh chị muốn dạy nhiêu? 10 ly đi ha. Cho nó 10 ly. Mình chỉ cho nó một cái biến nữa. Tôi đặt đó là B. Đó là bề dày của cái bích. Cái này là B. Ok, xin lỗi, không gán nữa. Không gán nữa mà đây chúng ta chỉ cần lấy cái giá trị là B. Được chưa? Vậy thì B bằng mấy lần? B bằng mấy lần của cái R này? 1.2 lần. B bằng R nhân cho 1.2 lần. Thí dụ vậy, đó là một cái thông số tôi gán. Bằng bán kính, xin lỗi. B bằng 10, đúng không? B bằng cái gì? R là bán kính rồi. Bây giờ đây bằng 10 ly. Tôi cho nó bằng R chia R là gì? Bằng 10 đúng không? Chia 6 luôn. Được không? Cho nó lại vậy. Một chuyện nữa. Xong tôi set cuộc lên ra, tôi làm hai cái mặt bích hai bên nha. Set cuộc lên. Mình chỉ thấy là cái chuyện mà làm trong Revit đó, là làm family khá là thủ công. Cái mà tôi nói anh chị nãy đó là mấy chị thấy nó làm đây. Xong rồi tôi mới đi vẽ cho nó một cái hình extrusion, hình tròn nằm vô ngay đây. Tôi kéo vào đây. Và anh chị cho nó một cái bán kính là R. Được không? Cái R đó tôi đặt là R gì đó, RB. Cái gì đó, RB. RB thì bằng RB thì bằng R nhân cho 1.2 đi. Được không? Kiểu đó. Và finish. Nhìn xuống mặt bàn thấy nó dày cui à, align nó vô đây. Đó cái chuyện mà cứ đi ràng buộc kiểu đó. Khóa luôn đi. Sau đó tôi đối xứng cái này qua đây. Mirror chuyển qua đây. Nó chỉ có từ cái bích của cái bơm đó đúng không? Cái thanh van á. Rồi, thông số nó lại vậy. Được không các chị? Như vậy đi, đứng vào mặt nguyên tắc là giờ tôi có thể là nhìn ra, nhìn xuống rep plan, tôi vẽ lên cái mặt đứng của nó, tôi lấy này nè, tôi vẽ mặt. Tôi vẽ đây này nè, tôi extrude lên được không? Đúng không? Là lên trên là làm ti làm gì đó. Cái phần đó tự động làm. Nhưng giờ tôi gắn connector. Tôi mới nói nè, home. Đây là pipe connector. Nó hỏi lên nào, lên cái face này nè, nói là đây nè. Một cái, bên này một cái nữa là hai. Và tôi nói nè, cái này nè, thằng này là đi 2 triệu luôn, tổn thất áp suất là không có này, calculated. Này là hydraulic supply hay kiểu gì đó, tùy tôi thôi, nó vô hệ thống nào là do tôi quyết đúng không? Rồi, và tôi hỏi là bán kính của nó, nói, bán kính của nó không nằm gì đâu, bán kính đó chính bằng bán kính này à. Của cái ống á. Rồi vô. Bán kính của con này á, là bằng bán kính của cái ống luôn, bằng R. Và hai anh chàng này phải liên lại với nhau. Bây giờ mấy anh chị thấy là bên này nó đi qua đây. Vậy thì cái này là một cái van tôi vẽ tiếp. Ti van, tai van trên. Được không? Thông số này quan hệ với nhau hết chưa? Hai này có liên thông không? Có. Trả lực chỗ này có không? Có. Giãn nở theo này đầy đủ. Cái này có thả vô ống nó có ngắt không? Ngắt luôn. Không, project combination tôi deal với project ở đây đi. Cho nên là tôi sẽ vẽ từ Elementor, tôi đẩy qua anh chị coi. Ok, view family số 4, đẩy vô dự án project 3. Rồi, bây giờ tôi vẽ một cái đường ống
tôi vẽ một cái pie đúng không, pie đó đường kính gì gì đó tôi không biết, lớn nhỏ cái đó nãy tôi không biết, tôi nên cho nó ống trăm luôn, kéo từ đây qua đây. Rồi anh có cái bàn này, này dài tới 19 mét lận. Xong tôi nói tôi có cái accessory, chính là cái tôi mới chế xong. Mấy chị có được cái van này nằm đây không? Nếu có được không, hiểu cái cách làm không? Đó là cái cách làm nó là như vậy á ha, cái cách làm nó là như vậy. Vì tôi có thể là có một cái chi tiết đối tượng thì tôi gán, chỉ gán con tơ được rồi gì. Như vậy thì đối rốt cuộc mà tôi mở một cái chiller bên này, ví dụ như tôi gỡ cái chiller bên này ghép vào hay gì không biết, tôi mở một cái bơm phòng nó mở lại chung cho mọi người để có thể anh dùng được accessory. Mechanical component tôi có một cái là water side, tôi có cái pump, còn cái bơm ly tâm nằm kiểu này. Mấy chị dễ được cái khối này không? Làm được hết đúng không? Đúng không? Gán này được không? Được. Cái này gán được không? Và hiểu tại sao nó là gán, thông số là gì? Mấy chị thấy có rất là nhiều thông số trong đó. Nó ràng buộc toàn bộ đó để ra nhiều kích cỡ khác nhau. Hiểu không? Cái kiểu lập công thức đó là như vậy đó. Rồi nó cộng trừ nhân chia gì trong đó, trong cái bảng đó.